Đầu tiên là Mi Chai Yang. Em Vi bắt đầu với Chai Yang trong mái vòm. Cô ấy chỉ có thể nhìn qua thế giới bên ngoài từ những viên gạch. Và xung quanh là một màu trắng đơn điệu. Những viên gạch tượng trưng cho mong muốn phá bỏ rào cản của Chai Yang. Còn Mina thì trong một khu rừng tối, trông rất đẹp và là diệu kỳ. Nhưng cô ấy không muốn ở đó, tại vì sẽ chẳng có ý nghĩ gì nếu như bạn không có ai để chia sẻ nó. Cả Chai Yang và Mina đều muốn xem những gì ở phía bên kia của thế giới. Họ đã gọi và nghe thấy nhau. Và khi họ tìm thấy một người khác giống mình, họ nhận ra rằng mình thật là đặc biệt. Tiếp theo là Moju. Juju trông thật là xinh đẹp so với những con búp bê khác, nhưng cô ấy quá nhỏ bé. Đôi khi cuộc sống khiến cho bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hãy cố gắng bỏ đi lòng tự trọng của mình và bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Momo đi vào trong phòng, nhưng không ai trong số những con búp bê lớn đó thu hút được sự chú ý của cô ấy. Tất cả đều trông bình thường. Momo tượng trưng cho một cơ hội trong cuộc sống, và điều đó có thể đến bất cứ lúc nào. Khi Momo quay đầu lại và cô ấy đã tìm thấy Juju, người đặc biệt mà cô ấy đang tìm kiếm. Xin đừng mặc cảm, những cái mà bạn là cho là điểm yếu của mình sẽ có những người khác coi đó là điểm mạnh, và đó là điều khiến cho bạn trở nên đặc biệt. Saida. Sana trông giống như một người không phù hợp với xã hội, với đôi vodka màu đỏ, và không ai dừng lại để đưa cho cô ấy một chiếc ô. Không dễ để trở nên khác biệt, mọi người sẽ không hiểu bạn và họ sẽ im lặng. Và Dahyun tình cờ đi ngang qua với một chiếc ô. Cô ấy không giống như những người khác. Có lẽ Dahyun đã từng ở vào hoàn cảnh như của Sana bây giờ. Và Dahyun đã tiếp cận Sana như thể cô ấy đang cố gắng mang đến sự an ủi cho Sana, điều mà đã không có ai quan tâm. Dahyun là người bạn đồng hành giúp cho Sana thấy rằng cô ấy không phải là người xấu như mọi người đang nghĩ. Nahio. Nahion là một diva nổi tiếng với những viên kim cương trên khắp quần áo. Trong khi đó, Jihyo trông quá bình thường. Tất cả những gì Jihyo thấy là bóng của Nahion trên màn hình phía sau. Vòng cổ tượng trưng cho những gì Jihyo có được từ công việc khó khăn. Nahion trên TV tượng trưng cho mục tiêu. Nayeon mỉm cười nói rằng giá trị không được quyết định bởi danh tiếng hay sự giàu có. Jihyo đang làm tốt và nên tự hào về bản thân. Jung Eon. Trong MV chúng ta thấy Jung Eon đỏ xuất hiện cô độc một mình, mặc dù là giàu có. Chúng ta thích nói rằng chúng ta có thể làm việc một mình mà không cần người khác. Trái với Jung Eon đỏ, Jung Eon xanh ấm áp và thân thiện hơn. Hòa đồng với những người khác sẽ giúp bạn khám phá một cái cảnh mới của mình mà bạn chưa từng biết trước đây. Và điều đó có thể giúp bạn làm nổi bật vẻ đẹp bên trong của bản thân mình. Kết luận. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống hoặc là trong suy nghĩ của bạn, thì tất cả mọi người đều được tạo ra đều đặc biệt. Và cuối cùng, hãy mở lòng với bạn bè xung quanh, vì họ là những người khiến chúng ta cảm thấy đặc biệt. Xin cảm ơn các bạn.